Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp nhận 4 tỷ token có ký hiệu là Mini Ruby nè các bạn. Thì dự án nó có airdrop nè. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần link link mô tả dưới video Metagram Start Chatbot bạn. Rồi các bạn bấm xoay airdrop nè. Rồi trên kênh group các bạn xôn xao nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet bot nè. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục thì các bạn boost con silver nữa các bạn. Rồi trên con silver thì các bạn login vào nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào up to wallet luôn đi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi các bạn bấm vào vote now for mini ruby nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh trailer nữa nè. Mình đã join rồi. Tiếp tục follow tại Twitter và tại tweet account đó nè. Rồi trên tờ Twitter thì bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Đâu tìm cái bài của nó các bạn. ICD nhận 1 triệu BCO. Khó tìm cái bài nha các bạn. Cái bài nhận 4 triệu tôi cần mini ruby nè. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tôi quýt nữa các bạn. Các bạn đi tiếp với username của nó đi các bạn. Các bạn gõ vào Rapta Sadio nè các bạn. Các bạn tôi quýt lại các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào research. Còn lưu cấp trang đi tiếp nè. Camiga. Rồi các bạn điền địa chỉ email các bạn vào các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ BNB Salmon Chain Bet20 trên YouTube Collect của mình nè. Rồi sau đó các bạn submit những link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào Anamata, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào Margin cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi chơi bot nè. Rồi sau đó các bạn submit link retweet nè. Rồi các bạn submit link retweet dự án của nó nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của mình ra nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài Adapta của nó đi các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn nói có vút con Simber không bấm mail cho net nha các bạn. Sau đó các bạn gửi bức ảnh lên EBB nè các bạn. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Các bạn chọn tải ảnh lên từ thiết bị nè. Chọn tệch nè. Rồi sau đó các bạn gửi bức ảnh các bạn đã vút hồi nãy nha các bạn. Đã chụp hồi nãy. Rồi bạn bấm upload nè. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sao chép cái đường link ở dưới đây nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Bạn gửi vào đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi nó hỏi có cho anh kênh trailer không, bạn bấm heo cho net nè các bạn. Rồi nó hỏi follow tờ Twitter không, bấm heo cho net tiếp tục nè. Rồi bấm vào menu nè các bạn. Rồi sau đó bấm mấy bài balance để check số cần mình kiếm được nè. Rồi các bạn, đây là đường dép của các bạn. Các bạn việc lấy đường dép mình chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm những token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.